Như vậy ở đây đề bài nói rằng là biết vật dao động điều hòa, biết khối lượng của vật, biết đồ thị thế năng của vật phụ thuộc thời gian. Không yêu cầu viết phương trình đồ thị, viết phương trình thế năng phụ thuộc thời gian mà lại viết phương trình ly độ theo thời gian. Như vậy thì ở đây xuất phát từ đồ thị của thế năng, đồ thị thế năng, ta phải xác định được giá trị cực đại của nó và xác định xem tại thời điểm ban đầu nó đi như thế nào. Đó. Như vậy thì ở đây các em thấy giá trị cực đại thế năng là 20. Như vậy cơ năng chính bằng thế năng max bằng 20 milijoule. Đó, 20 milijoule. Đó là đầu tiên là thấy giá trị cực đại của thế năng là 20 milijoule. Tiếp theo ta quan tâm đến cái điểm quan trọng là điểm tại thời điểm T bằng 0. T bằng 0, lúc đó thế năng bằng 15. Thế năng bằng 15 milijoule. 15 milijoule tức là bằng 3/4 cơ năng. Cơ năng thì 20 và cái này là 15 thì 3/4. Mà thế năng mà bằng 3/4 cơ năng thì có nghĩa là x sẽ bằng cộng trừ căn 3 chia 2. À, như vậy là thế năng và bằng 3/4 cơ năng. Thì các em chú ý là thế năng thì lại bằng là kx bình chia 2. Thì cái này là ka bình chia 2. Vậy thì cái này 3/4 phải suy ra là x sẽ bằng cộng trừ căn 3 phần 2a, cộng trừ căn a phần 2a. Như vậy nó ở hai vị trí này, hai vị trí này là hoặc là cộng hoặc là trừ căn 3 a căn 3 chia 2 hoặc là cộng a căn 3 trên 2. Nhưng quan trọng nhất là nhìn đồ thị đây này. Đồ thị này ta thấy là lúc này thế năng đang giảm, thế năng đang giảm. Thế năng đang giảm. Đó, lúc t bằng 0 thì thế năng đang giảm. Thế năng đang giảm. Thế năng mà đang giảm thì có nghĩa là nó đi về ô. Về ô thì thế năng mới đang giảm. Đi về ô thì ly độ giảm cho nên thế năng giảm. Đi về ô. Vậy thì nếu như ở đây nó phải đi về ô là đi thế này. Còn nếu ở đây thì nó phải đi về ô như thế này. Đó, như vậy có hai trường hợp đó. Nhưng đề ra lại các em lại đọc tiếp một thông tin rất quan trọng là tại thời điểm t bằng 0 vật chuyển động theo chiều dương. Chuyển động theo dương, cái vậy cái này là vô lý, là không xảy ra. Bởi vì tại t bằng 0 là phải chuyển động theo chiều dương. Từ đồ thị là yêu cầu phải đi về ô. Nhưng cái này nếu từ đây mà đi về ô thì lại không xảy ra bởi vì đi theo chiều âm. Vậy thì đề ra là nói là tại thời điểm t bằng 0 đi theo chiều dương, vậy chỉ có cái điểm này là thỏa mãn. Vậy có nghĩa là dùng vòng tròn lượng xác, các em sẽ thấy a căn 3 trên 2 mà lại hình chiếu đi theo chiều dương. Vậy ở vị trí góc này là góc trừ 5pi trên 6. Trừ 5pi trên 6 thì hình chiếu mới đi theo dương được. Vậy thì có nghĩa là phương trình ly độ x phải có ra a cos omega t trừ 5pi trên 6. Đó, như vậy là từ lập luận như thế thì phương trình ly độ phải như thế mới hợp lý. Hợp lý nó vừa thỏa mãn là thế năng đang giảm thì có nghĩa đi về ô. Thế năng đang giảm thì có nghĩa là vật đang đi về ô. Và thứ hai theo thông tin là vật phải đi theo chiều dương. Đi theo dương thì vậy đang đi về ô, nếu ở đây đi về ô thì lại đi theo âm nên loạn. Vậy chỉ có ở đây và đang đi theo chiều dương như thế này. Vậy thì phương trình chỉ một phương trình. Nếu mà không khống chế là đang đi theo chiều dương thì sẽ có phương trình này hoặc phương trình là ứng với điểm này có nghĩa là cộng với pi trên 6. Nhưng vì khống chế cái trường hợp là vật đang đi theo chiều dương nên cái trường hợp bên kia là không xảy ra. Như vậy thì đối chiếu với phương trình thì đến đây thì các em có thể chọn luôn với pha ban đầu là trừ 5pi trên 6 thì chỉ có một phương án thỏa mãn, đó là các em chọn luôn B. Thế là xong, các em chuyển sang câu khác. Thì trắc nghiệm là như thế, tức là khi đã loại trừ được 4 phương án, trong 4 phương án chỉ có phương án B là có pha 5 trừ 5pi trên 6, chọn luôn và chuyển sang làm bài khác như sau. Nhưng bây giờ thầy lại tính thêm cái đó để cho các em hiểu thêm, chứ còn các em đi thi là làm như thế này là xong rồi, các em chuyển sang câu khác. Nhưng ở đây là thầy tính luôn a bằng mấy, tính luôn omega bằng mấy. Ở đây để tính omega thì các em chú ý là
t bằng 0. Khi t bằng 0 là nó nằm ở đây, t bằng 0. Và đến đây, và đến vị trí này là thế năng bằng 0. Chỗ này thì đây là t bằng 1/6. Thì chỗ này thì thế năng bằng 0. Và thời gian đi từ a căn trừ a căn 3 nhân 2 đến 0 chính là t trên 6. Như vậy cái này t trên 6 bằng 1/6 giây. Vậy t bằng 1 giây. T bằng 1 giây thì omega bằng 2 pi trên t. Như vậy bằng 2 pi radian trên giây. Như vậy tìm được omega rồi. Là 2 pi radian giây. Còn tìm a thì thế nào? Từ cái này thì cái chính là 1/2 m omega bình a bình. Vậy thì a sẽ bằng căn bậc 2 2 v kép chia cho m omega bình. Đã. Như vậy 2 nhân với 20 nhân 10 mũ trừ 3 20 nhân với 10 mũ trừ 3 chia cho m, m lại là 400 thì 0,4 là 4 nhân với pi bình. Pi bình lấy bằng 10, pi bình lấy bằng 10. Thì ta bấm máy tính ra là căn 4 thì còn là 10 mũ trừ 1 chia cho 4 10 mũ trừ 2. Như vậy cái này bằng 0,05 mét, tức là 5 cm. Như vậy a bằng 5 cm. Đó, sau khi chọn b xong rồi, đây bây giờ tính thêm như thế. Nếu hỏi tính a, tính omega, tính a thì ta tính như thế.